Thầy, anh cảm nhận là em đã hiểu, Em hiểu, em thực rất sự hiểu thôi. là rất biết ơn anh ấy. Nó rất ngắn gọn ấy. Cảm giác là mình thấy mọi thứ bây giờ làm thương hiệu cá nhân thật sự đơn giản ấy. Chỉ là sống thật với mình thôi. Và thật là mà. Đúng, thương hiệu cá nhân chỉ là sống thật với mình thôi mà. Đúng. Chả phải bóng gió, chả phải gì cả. Sau đó là mình tìm một cách nào đó để đúng. Viral nó, cho nó nhiều người nó biết hơn. Vì trong mỗi cuộc sống thì ai cũng có những cái thế mạnh, ai cũng có điểm yếu. Và ta đưa những cái điểm mạnh của mình ra hướng dẫn cho mọi người, đưa những điểm yếu của mình ra để mọi người tránh gặp phải. Và đấy là một cái giá trị mình trao cho mọi người. Và đương nhiên là mình có một cái thương hiệu cá nhân. Hay, em thấy cái định nghĩa này là hay đấy. Đây này. Cảm ơn Hải rất rồi, là nhiều chào anh. Đã luôn luôn đồng hành sát cánh với anh. Và anh cũng sẵn sàng cái điều đó. Rồi, cảm ơn anh. Rất vui được biết đến anh trong một cái hành trình mà chúng ta quen nhau và phát triển với nhau. Và tuyệt vời nhất là bây giờ có anh đồng hành với em cùng một cái dự án về podcast của cá nhân. Nói chung anh rất là hạnh phúc luôn và cảm thấy rất là vui vẻ và rất rất năng lượng để đi cùng em. Còn cái niềm tin của bản thân của anh thì em biết rồi, anh là một người rất rất tin tưởng vào bản thân. Và cái niềm tin của anh ở đây nó còn tin vào chính em nữa. Trong cái việc đồng hành với em đây thì là ngoài nhiều trải nghiệm thì anh có nhiều rất rất là nhiều góc nhìn. Thì là một trong những cái điểm mà về cái cảm nhận cá nhân của anh về em ấy thì là nó hơi riêng tư, anh không muốn nói đến nữa. Nhưng mà anh là cùng cái người từng anh gặp từng những thất bại rất rất là lớn. Em biết đấy, em biết những chuyện. Thì là lúc anh thấy em mỗi lần em đến anh chơi để thăm anh là chúng nói thôi, mà như lúc mỗi lần em có những cái chuyện, những cái khủng hoảng nó rất là lớn. Thì anh thấy là em đã đến, anh ơi, phải như nào? Thì anh thấy là chắc anh tin tưởng ấy. Anh tin tưởng nhá, tin tưởng ở đây là anh dựa vào cái trí tuệ của anh ấy. Anh biết chắc chắn em là một người thành công. Dạ. Tại vì anh đã từng như thế thì em biết đâu. Anh tự giúp anh. Anh tự cứu anh. Và sau đó anh mới đi tìm những cái người có thể giúp đỡ được anh. Cái người rất là chủ động chứ không phải nằm y đó nên là này nọ là phải gọi là than trách hay đổ lỗi gì cả, mà lúc nào cũng giải pháp, lúc nào cũng giải pháp. Anh thấy đó là một trong cái điều tuyệt vời anh nhận ra từ em. Thì là lúc em để nó thì là ngay từ đầu anh biết là kiểu gì em thành công thôi. Chắc chắn rồi anh. Ví dụ như là anh không có câu trả lời cho em này đi chỗ khác, và chỗ em anh mình gọi là gần như là có 1000 cách để giải quyết vấn đề, đúng không? Đúng. Cái cách của em là luôn đi tìm kiếm những cái giải pháp để giúp mình giải quyết những cái vấn đề của mình. Thì anh thấy là một người chủ động như em thì là không thể có cái chuyện thất bại nữa. Rồi chắc chắn chúng ta sẽ thành công anh ạ. Chắc chắn. Tin vào mình nhé. Và một trong những cái lời chia sẻ anh chia sẻ cho em khá là nhiều rồi, và em đi học khá là nhiều rồi, thì là cái này là anh nghĩ là em phải thừa nhận với anh luôn đấy. Cái sai lầm, một trong những cái nỗi đau lớn nhất của em đó là em gọi là em hành động và em thực thi và em làm apply rất kinh khủng và rất hiệu quả. Nhưng mà chính anh đã nói với em rất lâu rồi. Anh thấy đợt này em giặc ngồi, đợt này em mới nhận ra, em mới tập trung 100% giống những cái anh nói ấy. Tức là em không đưa những cái đó lên online. Đúng rồi, có nghĩa là cái sự thờ của chính cái bản thân mình, cái sự chập trệ trong cái hoạt động đưa các cái hoạt động kinh doanh của mình lên online để chia sẻ, để trao nhiều cái giá trị hơn nữa, thì đến khi cái công việc kinh doanh của mình nó sẽ bị thiếu đi những cái điểm chạm với khách hàng trước, thì chính cái việc sự thờ đấy khiến cho bây giờ cái giai đoạn này em quyết tâm tập trung cái nguồn lực của mình bổ sung thêm vào cái trong doanh nghiệp mình một cái mảng đó. Okay. Là quyết tâm lên online. Anh nghĩ nó khi có anh em mình đây rồi thì là chắc chắn chúng ta sẽ là có những cái chiến lược và có những cái hành động cụ thể để làm sao. Ví dụ cách đây cái nỗi đau là 2 năm 3 năm, nếu mà em đưa những cái thành tựu, em đưa những cái dự án, em đưa những cái giá trị, em đưa những cái công thức của em hoạt động trên online thì em biết rồi, em rất là tài giỏi trong offline đi, nhưng mà một ngày thì em chỉ gặp được là 1 người hay 10 người hay 50 người thôi. Nhưng mà lúc em dám chia sẻ cái công thức mà em có thể là gọi vốn thành công này, mở được cái chuỗi rất là nhiều người ký hợp đồng với em như thế này, có xây dựng được những cơ sở vật chất như thế, nếu em đưa cái đó lên online thì em biết cái điều gì xảy ra không ạ? Thì em sẽ tạo được rất nhiều giá trị, tức là nhiều bạn nghèo rồi là có chí, có khát vọng, nhưng mà người ta không có tiền đi học thì người ta sẽ nhận được cái giá trị đó của em là một. Đúng. Hai là lúc em chia sẻ như thế thì là em sẽ gặp được những người gọi là có cùng tư tưởng, có từng khát vọng với em. Đúng. Và ba nữa ấy, là em sẽ gặp được những cái gọi là em, ví dụ như một ngày em chỉ tiếp cận được 1 đến 10 người đúng không, nhưng mà mình đưa cái đó lên internet thì mình sẽ gặp được nhiều nhà đầu tư hơn em ạ. Hàng triệu người. Em thấy ba cái đối tượng anh phân tích nó đúng không? Nó đúng anh ạ. Mà đi đúng với con đường hào sảng luôn, đúng cái tổ chất của doanh nhân luôn, chia sẻ và cho đi luôn. Đúng. Thì tự nhiên là em nghĩ là hợp đồng của em nó sẽ là bao nhiêu?
đồng đội của em nó sẽ ích lên bao nhiêu. Em có đồng ý với anh cái điều đó không ạ? Em đồng ý cái điều này. Có nghĩa là cái việc hợp đồng thì nó là một cái kết quả của cái sự, em quan điểm là nó là cái kết quả của cái sự mình thể hiện thôi. Khi mà mình chia sẻ những cái giá trị, em thấy bây giờ nhìn lại một cái hành trình 2 năm để mình xây dựng được một hệ thống mười mấy chi nhánh, gọi vốn công ty lên đến hàng triệu đô la, 3-4 triệu đô la, định giá công ty, đó là một cái điều mà ở ngoài kia rất ít người làm được cái điều đấy. Và nếu mình chia sẻ cái cách làm của mình cho mọi người ở trên Internet một cách rộng rãi thì nó sẽ giúp cho các cái cộng đồng khởi nghiệp nó phát triển mạnh mẽ hơn, cái thế hệ doanh nhân mới của Việt Nam nó thần tốc hơn, nó bản lĩnh hơn, và đặc biệt nó sẽ cùng nhau giúp cho một cái cộng đồng Việt Nam kiến tạo trở thành một cái quốc gia thịnh vượng. Đấy cái điều em luôn luôn khát khao, nhưng mà em lại chỉ có mỗi ý chia sẻ trong cái offline, trong phạm vi nhỏ của mình, mà mình chưa nghĩ rằng mình sẽ bắt đưa nó lên Internet thì nó sẽ giúp được nhiều người hơn. Trong thâm tâm em luôn muốn giúp đỡ mọi người, chia sẻ tất cách làm của mình cho mọi người. Thì lần này ta sẽ quyết tâm đưa okay, hết. Ok em, thì hôm nay em có sẵn sàng nghe anh chia sẻ về thương hiệu cá nhân và kinh doanh online không? Tuyệt quá, nếu mà được anh chia sẻ sâu hơn nữa thì anh là những người đi trước. Ok, tiên phong thì thứ nhất là về... anh sẽ chia sẻ nhá. Như là một buổi anh em mình ngồi chia sẻ với nhau, và mình sẵn sàng gọi là đưa cái chuỗi video của em, của anh em mình đến với nhiều người hơn. Rồi, và trong khi mình chia sẻ thì em biết cái phong cách của anh em mình, đây là mình thống nhất một cái là anh như Việt Nam mình thì hay bảo là cải đấy. Dạ. Nhưng mà người nước ngoài thì anh thấy có một cái phong cách rất là hay mà anh học đến giờ, và anh trung thành với nó và anh theo đuổi nó. Đó là sẵn sàng tranh cãi với nhau. Đúng rồi anh. Để cho nó phát triển hơn em ạ. Chứ sẵn sàng đối diện cái vấn đề đúng đó rồi, luôn rồi. Để anh có thể học được góc nhìn của em. Phản biện. Và ngược lại là em có thể là học được góc nhìn của anh. Đúng rồi, phản biện. Càng nhiều góc nhìn mình càng đến gần với sự thật mà. Đúng rồi. Thì đối với anh thì là như anh cũng kể về câu chuyện của anh một chút. Dạ. Thì xuất phát thì là con người mình nó nhanh nhẹn, mình biết buôn bán thì là mình cứ nhập hàng và bán hàng thôi. Đúng rồi. Và cái thời điểm mình kiếm được nhiều tiền thì mình vẫn chỉ có cái tư duy là làm sao mà nhập được cái số lượng rất nhiều, giá thật rẻ rồi. Và bán được cái số lượng khủng nhất và với cái giá lại nhất. Đó là cái cách anh làm dạ. Ngày xưa. Rồi. Thì nhưng mà sau này bắt đầu là học hành nhiều, chịu học, gọi là chịu học, tự học nhiều và học khắp mọi nơi luôn. Thì là bắt đầu mình mới thấy lúc mình học như thế thì bản thân con người mình nó phát triển được nhiều hơn. Rồi là bắt đầu mình thấy cái kiến thức từ sách này, cái kiến thức từ các thầy này, cái kiến thức từ em này, từ mọi người nó rất là hay. Dạ. Tại vì những cái đó thực ra là đều được nghiên cứu từ những cái người thực chiến làm mà tích lũy, người ta đưa về, người ta chỉ lại cho mình hết. Đúng rồi. Thì còn cái lúc mà anh chỉ biết buôn bán không thì anh chỉ nghĩ là gọi là anh chỉ thích những cái được các chủ hàng này, rồi được từ các chủ hàng từ Việt Nam cho đến là anh hay đi Trung Quốc ấy, thì mọi người chỉ anh thì anh chỉ học ở trường đời đấy, tức là trường đời thôi. Rồi. Nhưng mà đến thời điểm này mình cảm thấy là anh cảm thấy đấy là phiên bản tốt nhất của anh. Tốt nhất ở đấy không phải là giỏi nhất. Dạ. Mà là anh thấy là lúc ngày nào anh cũng học tập. Ngày nào anh cũng rèn luyện. Và anh cảm thấy là phải cần anh thừa nhận được góc nhìn từ gọi là các cái không chỉ là trường đời nữa, mà là nó gọi là gì nhỉ? Giống như là Tony buổi sáng hay nói cái gì nhỉ? Tức là tinh hóa là bằng hai cái gì cộng lại kiến thức trường thực chiến trường đời này, cộng với là ăn học, đúng không? Ăn học. Tinh hoa đúng là mình thừa nhận những tức là phải có đấy. Hoặc là giống như là anh thấy em có một cái điều tuyệt vời, đó là giống như là em có một người thầy như dạ, thầy Nguyễn, thầy Phạm Thành Lộc, anh là đang đặt mục tiêu đi học thầy đấy. Dạ hay quá, em thì cũng may mắn được gặp thầy sớm, và cũng như một số người thầy khác thì em lại dùng cái kiến thức của những người thầy và những cái trải nghiệm của những người thầy và mix vào cái cuộc sống, cái công việc của mình. Ồ thầy đợt này anh dạ. Mình quá chạm nhau rồi đúng không? Rồi nhất trí. Thì đấy thì anh vẫn đối với anh thương hiệu cá nhân ấy, anh cũng đi học khá là nhiều nơi, tìm hiểu khá là nhiều, và anh thấy nó cái về cái định nghĩa thì có nhiều cái định nghĩa rất là hay. Và sau khi làm nhiều hoạt động nhiều trong cái khó khăn thì bắt đầu anh xây dựng được thương hiệu cá nhân. Rồi. Thì là anh vẫn có trong kinh doanh ấy, đối với anh ấy, anh sẽ định nghĩa em về thương hiệu cá nhân đối với anh trong kinh doanh ấy, tức là nó dù là tính hóa hay thực chiến hay là hàn lâm gì anh không biết, nhưng rõ ràng kinh doanh mà không ra tiền là sai. Đúng rồi. Mà ra tiền là đúng. Đúng. Thì đối với anh ấy, thương hiệu cá nhân là gì? Thương hiệu cá nhân bằng tiền. Định nghĩa của anh rất rất đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Và anh cũng thoát. Thế thì là làm gì để có thương hiệu cá nhân? Phải hành động những cái gì để có thương hiệu cá nhân? Thì rất là may mắn là anh đã đóng gói nó thành cái công thức của anh rồi. Hay quá. Tức là anh có công thức riêng đó luôn. Và hôm nay anh sẵn sàng chia sẻ cho em. Rồi, thì biết ơn anh luôn. Tức là làm gì nhá, hành động gì nhá để có thương hiệu cá nhân. Nó đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn em ạ. Dạ. Thì anh nghĩ chỉ cần anh chia sẻ nhá,
chút nữa là em có thể là ứng dụng và em làm được luôn. Nếu được là em mình luôn anh. Vì mình được luôn. Mình luôn sân khấu này anh, luôn. Anh cao kiệt mình được luôn. Là mình nhiều người rất nhiều cái định nghĩa hơi hàn lâm về thương hiệu cá nhân. Nhưng em thích cái cách anh định nghĩa. Thương hiệu cá nhân là gì? Thương hiệu cá nhân chính là tiền. Nó phải tạo ra tiền. Thì ông ấy mục tiêu của ông đi xây dựng thương hiệu cá nhân ban đầu, ông muốn xây dựng cá nhân để mục tiêu ông tạo tiền. Và đặc biệt anh em mình là dân kinh doanh. Đúng rồi. Anh em mình kinh doanh thì càng phải tiền, thương hiệu đúng cá nhân đúng thì đúng càng phải tiền. Kinh doanh nó phải ra tiền, không ra tiền là thua rồi, lấy đúng gì rồi. Mà trả lương nha anh em. Đúng rồi. Bản thân mình cũng lấy gì mà tiêu? Dạ. Lấy gì mà để dừng doanh nghiệp phải là theo đuổi được mơ hoài bảo đúng không? Thì thương hiệu cá nhân mình thống tam thống nhất với nhau nhá, bằng rồi. Tiền, đơn giản thế thôi. Và anh không tập trung là định nghĩa là gì nữa anh, tại vì là em cũng có thể có những cái định nghĩa riêng của em, anh cũng có những định nghĩa riêng của anh, hoặc là chúng ta có thể tìm hiểu những cái định nghĩa đó rất là nhiều rồi. Và hôm nay là cái ngày anh chia sẻ thì là chúng ta chỉ tập trung vào là làm gì để ra tiền, hành động gì để có thương hiệu cá nhân rồi. Để có tiền rồi em hiểu, mình không cần nổi tiếng, mình không cần viral, còn những cái thành tựu, những cái thành tích của anh thì em đã biết rồi. Cái số em biết anh là như anh có thương hiệu cá nhân. Đúng rồi đúng chính xác. Em đến anh từ thương hiệu cá nhân của anh trên rồi là tảng, rồi là những cái số tiền anh giống như anh hay chia sẻ cho em những cái dự án của anh đạt được đấy, em hiểu. Thì cũng là do thương hiệu cá nhân. Đúng. Và anh nói tiếp nha, những cái thành tựu em đạt được cũng do thương hiệu cá nhân. Và cái nỗi đau của em là em không đưa nó lên internet thôi. Đúng rồi. Thì hôm nay anh sẽ gọi là ngoài chỉ cho em cách có thương hiệu cá nhân mạnh hơn. Dạ. Thì anh sẽ chỉ cho em cách đưa lên những cái nền tảng đó nó nhanh hơn, tốc độ hơn, và khi mọi người nghe những cái buổi chia sẻ của anh em mình thì mọi người cũng có thể làm theo được. Hay quá anh. Thì đối với anh nó đơn giản lắm. Có hai cách để có thương hiệu cá nhân, có hai hành động để có thương hiệu cá nhân. Và cách thứ nhất ấy, cái hành động thứ nhất ấy, đó là đơn giản thôi, ví dụ như là Hải là một người có thương hiệu cá nhân mạnh. Anh chỉ cần chơi với Hải thôi. Rồi. Đó là cách thông minh nhất và cách tốc độ nhất. Hoặc đơn giản là thầy nó có thể hiểu theo kiểu đứng trên vai người khổng lồ, đúng rồi, kết hợp với người khổng lồ, đúng rồi. Hoặc như thầy Phạm Thanh Đóng là một người rất là nổi tiếng, đúng rồi. Thì là mình chỉ cần chơi thân được với thầy thôi. Mình chỉ đi đâu thầy đi đâu mình đi đó. Dạ. Thầy làm gì mình làm đó. Thì là chắc chắn là thầy Phạm Thanh Đóng có một thương hiệu cá nhân mạnh như thế ấy, thì mình chỉ cần đi với thầy khoảng 6 tháng một năm thôi. Dạ. Thì gần như mình cũng sẽ nổi tiếng theo. Nổi tiếng theo. Em hoàn toàn đồng ý với anh đó. Và cái làm gì để có thể là có cái thương hiệu cá nhân thông minh như thế ấy, thì là phải biết sống này, phải biết chơi này, dạ. Biết ơn này, dạ. Và điều đặc biệt ấy, phải biết tiêu tiền. Đúng vậy anh. Và đó thì nó có một cái hơi hạn chế, tức là thương hiệu của mình phụ thuộc vào người khác. Đúng rồi. Đó là hạn chế của cách thứ nhất anh nhá. Thì đó là cái điểm hạn chế của nó. Đúng rồi. Thì cái cách đó nó có thể là phù hợp với những người là hướng nội này, rồi là phù hợp những cái người gọi là mạnh về chiến lược ấy, biết cách đứng trên vai khổng lồ nói nhé em ấy. Còn như anh thì là anh làm cách khác, anh là làm cách thứ hai. Thì cách đó nó anh cảm thấy nó rất là vui vẻ, nó rất hạnh phúc, nó rất hợp với anh. Tại vì Hải biết anh là một người anh khá là cá tính. Đúng rồi em thấy điều này anh cực kỳ cá tính và mạnh mẽ. Anh thì khá là cá tính, thì là kiểu giống như là trong công việc là thì anh vẫn luôn luôn thích anh là người đứng đầu ấy. Dám chịu nhất, rồi là dám làm nhất. Lúc thành công thì có thể là mình sẽ nhường cái thành công đó cho tất cả mọi người. Nhưng mình là từ bé đến lớn mình đẻ ra mình nghĩ lớn lắm. Và mình cứ thích ra quyết định em ạ. Tốt anh ạ. Mình cứ thích đạo thì quan trọng nhất phải ra được quyết định. Mình cứ thích thế là không ra quyết định là nó. Thế là cái con đường anh có thương hiệu cá nhân là nó như thế này. Thì anh tạo ra kết quả. Và đi đâu anh cũng kể, anh cũng chỉ lại cho mọi người. Hay quá. Có anh đóng gói công thức đấy. Không, lúc đầu chưa phải đóng gói đâu, anh đã kể những cái mức độ đơn giản nhất để chút nữa em có thể ứng dụng cái anh chia sẻ luôn. Em tập trung hôm nay nha, anh đề nghị Hải tập trung nhá, nghe thật rõ nhá, để làm sao tí nữa là anh và em sẽ cùng xây cái thương hiệu cá nhân và đưa mọi thứ của em lên online nó thật nhanh nhất luôn. Rồi, nhất trí. Đấy, thì là bắt đầu anh có thương hiệu cá nhân lần đầu tiên là anh đi lấy hàng ở Việt Nam này, anh đi lấy hàng ở Trung Quốc này, anh đi khắp tất cả mọi nơi này và anh kinh doanh rất là nhiều năm này. Thế là bắt đầu là anh biết cái sản phẩm đó là win này. Rồi. Anh có cái công thức chế tạo sản phẩm win đó này. Và bắt đầu là sản phẩm win đó thì nó có thể bán được offline này, nó có thể chạy quảng cáo thành công bán được online này, online. Nó có thể xây kênh bán được thành công này, nó có thể bán xỉ được này. Thì anh có công thức đó. Thì là sau đó là anh chỉ cho em này. Anh chỉ cho rất nhiều người, gặp ai anh chỉ cả. Rồi. Thế là mọi người thấy cái hành trình của anh lấy hàng của anh, kinh nghiệm của anh, thành tích của anh nghe nó ok quá. Okay. Thế là mọi người tin tưởng anh. Rồi. Mọi người tin tưởng anh, thế là mọi người lại là đưa tiền cho anh. Và hoặc là mọi người nhập hàng của anh. Nhập hàng, mình gọi là nhập hàng. Tức là tạo ra kết quả này. Kể lại cái cách mình đạt ra kết quả đó. Rồi. Và em kể được càng nhiều người thì thương hiệu cá nhân của em nó sẽ càng lớn. Phát triển.
Và gần như là cái kết quả của em ấy, em đã chinh phục rồi thì em chỉ kể những người em gặp một và gặp ngoài đời này. Đúng rồi. Nhưng mà anh thì là anh lại may mắn và anh thông minh hơn. Anh cảm thấy anh may mắn và anh thông minh hơn. Ngoài apply, ngoài kể cho em ấy, kể cho rất nhiều người như thế thì anh lại đưa câu chuyện của anh lên online luôn. Đúng. Thì là anh tiếp cận được rất nhiều người. Và anh không cần cầm cái máy của anh đưa cho em nữa, đúng không? Hàng ngày inbox của anh đến chứ anh không có thời gian mà đọc. Đúng. Anh chưa cần chạy quảng cáo nhưng mà gọi là người ta tìm đến anh quá nhiều. Em hiểu. Hoặc là những cái chuỗi shop của anh mở được đấy thì do anh cứ chia sẻ trên cái Facebook cá nhân của anh thôi. Anh chưa chạy quảng cáo thì hết, bất kể cả như lúc Hải cũng đã có bàn nào, nhà cung cấp nào, nhà sản xuất nào làm thời trang lớn, Hải cũng đã nghỉ để giới thiệu cho anh rồi. Đúng. Hoặc là cái bàn nào muốn mở shop thì em cũng đã giới thiệu cho anh. Thì là do đó anh. Đó chính là do thương hiệu cá nhân đấy. Thì do anh đưa nó lên online. Các cái điều anh hay chia sẻ trên Facebook khiến nhà em ấn tượng là ồ, có một cái ông này ông đang làm thời trang thật. Ông đang chia sẻ cách làm thật và cái cách đúng này đến với mọi người. Thì nếu mình ngay lúc mình có một cái cơ hội giới thiệu cái công việc này với ai đó thì mình nghĩ ngay cái ông đấy sẽ giúp được bạn, người bạn của mình. Thì đấy là lý do mà em giới thiệu hay kết nối với những cái mối quan hệ đấy. Thì em thấy không? Đấy. Anh có cửa hàng này. Anh có đôi chạy quảng cáo thành công này. Rồi. Anh có đôi media này và anh đưa tất cả mọi thứ anh đưa lên internet anh khoe đấy. Ừ. Làm thương hiệu cá nhân đơn giản là khoe. Tức là mình phải khoe nhiều vào. Rồi, nhưng mà thật. Những khoe mà tôi có cửa hàng và cửa hàng tôi là có doanh thu thật. Đúng các rồi. Đôi ad của tôi là có những cái kết quả chạy khủng thật và cả cái đôi mé của tôi là thật. Thế là anh cứ đưa lên Facebook là anh khoe. Anh khoe sau đó là anh, nhưng mà sau khi khoe thì anh kể là cái cách anh đã tạo ra những cái để mà anh có để mà khoe. Thế là có thương hiệu cá nhân thôi. Thì em đã đến đây em đã hiểu chứ. Em hiểu. Đến đây có em nghĩa là cái mình làm một cái công việc nó có kết quả. Bây giờ mình chỉ cần kể lại và chia sẻ lại cho nhiều người để mọi người có thể hiểu, hình dung về nó và có thể làm theo nó cũng được hoặc chưa làm theo nó cũng được. Nhưng chỉ cần như vậy thì mình đã tạo ra được cái thương hiệu cá nhân. Xong rồi cái tốc độ mình kể càng đông, càng nhiều người thì cái thương hiệu cá nhân mình càng lớn. Chút nữa mình sẽ đi đến cái phần tốc độ nhá. Mình có cái cách để nó tốc độ hơn rồi, để nó với công nghệ bây giờ. Nhưng mà em đã thấy bây giờ em không cần hiểu là thương hiệu cá nhân là gì không? Mà em đã biết cách làm sao để có thương hiệu cá nhân rồi, đúng không ạ? Rồi em hiểu. Anh nghĩ em có thể tự hành động được luôn, nó không cần để đánh nữa rồi. Nó đấy là cái mà có lẽ là mọi người hơi trừu tượng hóa cái ba từ thương hiệu cá nhân. Chúng ta thường nghĩ tìm cái cách để đi xây dựng cho nó một cái hình thức đẹp, một cái vỏ bên ngoài đẹp. Hình tượng em ạ. Hình tượng bị dính vào hình tượng em ạ. Và mình cứ cố để mình giữ theo cái điều đấy. Em nghĩ nó cũng là một cái cách thôi. Có thể người ta lựa chọn như vậy. Nhưng với cá nhân em thì em lại thích cái cách của anh. Đó là mình làm cái gì và mình thể hiện nó ra, chia sẻ lại cho mọi người. Thì vô hình dung bằng cách đấy chúng ta có những thương hiệu cá nhân mà sật thật đúng với chính cái cá nhân của mình. Một cách mạnh mẽ. Thì em thấy đó, anh nói là anh không nổi tiếng. Dạ. Anh không viral và gần như rất ít người biết anh. Nhưng mà cái số tiền anh kiếm được từ thương hiệu cá nhân thì là hiệp người bằng anh đấy. Em nghĩ vậy. Những hợp đồng em nói là chỉ online thôi mà mở một cái shop cho người ta là 2 tỷ mà. Có ít đâu Hải. Một cái shop nhỏ là 1 tỷ thôi. Hoặc là một cái đơn chỉ của mình là 300 triệu thôi. Thì em cũng thấy cái hành trình. Con số như vậy là quá tuyệt. Mà em cũng thấy cái hành trình của anh này. Chỉ trên online. Mất thì tất cả mọi thứ mà chỉ bằng kinh doanh online mà anh làm lại đấy. Thì là cái thương hiệu cá nhân nó chỉ thế thôi. Một, đi theo người thành công để có thương hiệu cá nhân của người thành công. Hai, tạo ra kết quả và kể lại cái cách mình tạo ra kết quả. Rồi. Và để mà thông minh hơn một chút nữa thì là nên đóng gói thành quy trình. Lúc mình đóng gói thành quy trình cái cách mình tạo ra kết quả thì là nó sẽ đơn giản hơn, nó sẽ rút ngắn thời gian hơn và có thể là mình lấy cái quy trình đó mình có thể là chạy quảng cáo hay là mình xây kênh hay mình đưa để các cái nền tảng thì mình sẽ tiếp cận được nhiều người hơn và tiếp cận càng nhiều người và tạo ra càng nhiều giá trị thì mình sẽ là có cái thương hiệu nó rất mạnh. Nó ảnh hưởng đến rất nhiều người. Rồi em hiểu. Thì là cách đơn giản là em cứ kể chuyện nhá. Và có thể anh em mình sẽ thông minh hơn bằng cách là ngoài kể chuyện thì mình sẽ đóng gói nó thành quy trình. Rồi em hiểu. Giống như này cho anh nói là quy trình này. Này cho anh nói đáng là quy trình này. Rồi, một, em hiểu. Đi theo người thành công. Rồi. Hai, tạo ra kết quả, kể lại hoặc là đóng gói quy trình và chia sẻ cho rất là nhiều người. Và kinh doanh trên internet là gì? Đưa toàn bộ cái đời thực mình lên trên đó. Rồi em hiểu. Mình như nào mình đưa lên đó. Mình có mình chỉ có trang cá nhân thì mình chỉ đưa lên trang cá nhân. Hoặc là mình đi chia sẻ câu chuyện của mình tại các lớp học của mình cũng là cách làm thương hiệu cá nhân. Hoặc là mình đi đến các cái group lớn nổi tiếng vào đó mình chia sẻ thì cũng là làm thương hiệu cá nhân. Và một cách nó tốc độ hơn nữa này. Và hôm nay chúng ta đã gọi là cho đi đã chia sẻ thì buổi hôm nay chúng ta sẽ cho đi và chia sẻ hoàn toàn luôn. Rồi, hoàn toàn không lợi ích luôn. Thì giống như cách sắp tới chắc chắn anh em mình sẽ làm thương hiệu cá nhân cho Hải, đó là sản xuất những cái video ngắn thật hay, những cái podcast thật hay. Và cái này rất là hay em này. Và cái này thực ra là anh và em mình đã học đã biết với nhau từ lâu rồi.
thì là nhiều người thấy mọi người kinh doanh trên top ngon quá, rồi là được truyền thống, rồi là nó chạy nó khoe cũng rất nhiều, thấy là tất cả mọi người phải chạy theo top. Thì có những thời điểm anh yếu, anh cũng bị lúng láy đấy, anh cũng định muốn làm top đấy. Nhưng sau đấy khi anh suy nghĩ rất là nhiều, thì anh mới phát hiện ra là, và cái đó là cái đó hôm em cũng chính là em là người gửi cho anh cái đó đấy. Một câu nói nổi tiếng mà hôm cái video mà em học, em biết anh ham học xong em có gửi cho anh ấy. Mình muốn có những thứ chưa từng có ấy, mình phải làm những cách chưa từng làm. Phải làm những thứ chưa từng làm. Đúng rồi. Bán những thứ chưa từng bán. Đúng. Và anh mới nói cái top người ta làm cách đấy 3-4 năm ấy, tức là người ta vào đúng thời điểm. Thì người ta ăn. Thì cái cách làm top của 3-4 năm trước mà bây giờ cái gọi là cái công thức thành công cũ mà bây giờ mình lấy mình làm mình đòi thành công ở hiện tại thì là thử vớ vẩn rồi, là vớ vẩn rồi. Là không thể được nữa em. Em thưa hiểu chuyện đó không thể được. Thì đúng anh bảo thế thì muốn có những thứ chưa có thì phải làm những thứ chưa từng làm. Đúng. Thì anh mới là phát hiện ra và anh đã làm thành công rồi. Tức là vẫn đi theo con đường của đám đông. Hay quá. Mọi người mình không thể gì biệt được, mình không thể gì biệt đám đông nó làm như nào hoặc là mọi người làm như nào, công thức thành công mình phải như thế. Nhưng mình phải có sự khác biệt. Gì biệt thì là chết rồi, bỏ qua cái chuyện là gì biệt, mình không gì biệt. Thì mình phải khác biệt, mình vẫn chơi top. Mình vẫn chơi riêu, mình vẫn chơi cái công thức là sản xuất video ngắn cách đây 3-4 năm. Nhưng mình có cái sự khác biệt đấy gì, mình cập nhật những kiến thức mới nhất, mình bỏ vào nó là một. Rồi. Và cái thứ hai ấy, bỏ tiền mình chạy quảng cáo luôn, thay vì là đời gọi là đời nền tảng là từ nó cho mình lên. Đúng rồi, từ lên. Em có đồng ý không? Đồng ý. Doanh nhân là gì? Dấn thân. Dấn thân đúng rồi, kinh doanh. Doanh nhân là gì? Mà. Dám làm. Đúng. Doanh nhân là gì? Thua dám chơi không? Đúng. Doanh nhân là gì? Bỏ tiền ra. Chiến rồi anh. Không bỏ tiền ra thì nó sẽ lâu. Bản chất ở đây là mình đồng ý. Thứ nhất là lâu. Thứ hai ạ, cái vẻ mình vừa lên xu hướng này, mình vừa bỏ tiền thì sao ạ? Cơ hội mình quá nhiều thương hiệu mình phủ quá nhanh. Thì là đó là tổ chất của anh em mình rồi, hoặc là của những người kinh doanh buôn bán rồi, tổ chất của một doanh nhân rồi. Em đồng ý với quan điểm này. Giờ không dám chơi, không dám chi, không dám chịu thì cho cái gì? Mình làm doanh nhân thì đấy chính là một hoạt động đầu tư. Mình xác định đầu tư vào thương hiệu cá nhân thì cái chi phí để chạy ad, chạy quảng cáo nó là chi phí đầu tư thôi. Và hôm nay nãy giờ gần như là nói là chia sẻ cho mọi người, nhưng mà gần như là anh đang cố tình, tại vì mình chia làm chia sẻ cho em được nhiều đấy. Em đang cần học cái kiến thức này. Thì em công nhận không? Tức là muốn làm thì mình phải hiểu rõ với nó ấy. Hoặc là mình kinh doanh mình phải có mục tiêu thì mình mới bám được nó. Thì mình trước khi mình hành mình phải hiểu rõ thì mình mới làm tốt được. Thì cái ngày hôm nay anh muốn em đã hiểu chứ anh chị hỏi. Em hiểu. Và một phần quà là anh tặng em và tặng với tất cả mọi người nữa. Ai bất cứ ai cũng có thể làm được thương hiệu cá nhân. Và có 3 cấp độ cá nhân, và cái này cùng anh cùng cam kết là công thức của anh từ nghĩ ra. Dạ, tuyệt quá. Cái này anh chưa thấy ai chia sẻ hết. Dạ. Anh cũng chưa, anh dám nói em là may mắn đấy, thuộc diện là anh hôm nay ngồi nói chuyện đây là anh em dám là nói may em đấy. Là chưa em chưa đọc được ở đâu. Dạ. Và hôm nay là cùng tặng bộ phận media và anh em. Một người em rất là chiến binh của anh em mình. Cảm ơn Linh rất là nhiều. Linh chiến quá nha. Rồi, tuyệt vời anh ạ. Thì em hiểu không, để có 3 cấp độ để xây dựng thương hiệu cá nhân. Thì mọi người thứ nhất là điều đầu tiên là phải dám làm. Phải tự tin, phải dám làm. Tự tin dám làm. Muốn có thương hiệu cá nhân thì phải dám làm, phải dám sống thật và dám đưa cái cuộc sống đời thường của mình lên trên đó. Rồi. Là cái điều đầu tiên. Và cái có 3 cấp độ để xây dựng thương hiệu cá nhân. Cấp độ thứ nhất ấy, anh nói ra anh chắc chắn là mọi người phải go out. Tại sao nó lại quá đơn giản như thế? Người ta nghĩ từ nghĩ là giàu này, nổi tiếng này, đẹp trai này, hay mới làm được thương hiệu cá nhân, không phải. Không phải, đúng rồi. Chỉ cần dám thôi và có 3 cấp độ. Nó hay lắm em ạ. Cấp độ thứ nhất nhá, là cấp độ thấp nhất của thương hiệu cá nhân là học. Thì mình sẽ chia sẻ về cách học, cách mình đạt được những cái thành tích học trong học tập. Và kèm theo mình chia sẻ thêm những cái nỗi đau, những cái thất bại trong học tập. Hiểu. Em có đồng ý với anh là chỉ cần đi học nhá. Dạ. Và trở thành người học giỏi nhất trong lớp nhá. Và sau đó chia sẻ là cái cách học tập cho các bạn nhá. Thì có thương hiệu cá nhân đúng không ạ? Có. Một người mà đi học trong một cái lớp học mà học giỏi nhất lớp ấy, em có biết đấy, em có biết là cả lớp biết nhá, cả lớp đi theo nhá, và cái bàn để làm gì mọi người còn đưa tiền cho bọn nó làm em ạ, kiểu đấy anh. Anh đã thành công trong cái đó và anh quan sát nhiều người như thế. Đã. Em có đồng ý. Tức là chỉ đi học thôi em nhá, mà cũng có thể là xây dựng được thương hiệu cá nhân. Tức là chia sẻ về cách học, chia sẻ về những cái thành tích mình đạt được trong học tập. Rồi. Là một. Và cái thứ hai là chia sẻ những cái nỗi đau, những cái thất bại, những cái ngu ngốc của mình trong học tập. Rồi. Đó là cấp độ giai đoạn cấp độ đầu tiên của thương hiệu cá nhân.
Tức là đi học thôi cũng có thể là tạo được thương hiệu cá nhân. Hoặc thậm chí kể cứ đi làm cũng có thể xây được thương hiệu cá nhân. Đến sớm nhất, về muộn nhất, sống hay nhất, làm tốt nhất, lắng nghe nhất, học nhất. Đấy, nói chung là có rất mọi nhiều thứ cách trong cuộc sống đều có thể là xây dựng. Đúng rồi, và cấp độ thứ hai đó là kiếm tiền thành công. Cấp độ thứ hai để xây dựng thương hiệu cá nhân, tức là lúc mình đã kiếm tiền thành công rồi thì mình chia sẻ cái cách đấy, đóng gói kể chuyện, đóng gói thành quyết định, và chia sẻ cho mọi người cách tôi đã tạo ra hàng quý như thế nào, cách tôi đã gọi vốn thành công như thế nào, cách tôi đã thiết lập bảng mục tiêu kế hoạch kinh doanh như thế nào. Đúng không? Em quá có nhiều thứ. Em có nghĩa là chia sẻ những trải nghiệm thành công của mình ra, cách em kiếm tiền thành công và cái cách em đạt được những thành tựu trong kiếm tiền, và vẫn như là cái đầu tiên là cách học thôi. Và bây giờ là em chia sẻ về cái gì, những nỗi đau lớn nhất, những thất bại lớn nhất để anh đừng ngược gặp, để mọi người đừng ngược gặp. Đó cũng là giá trị. Đúng rồi, đúng rồi, đó cũng là thương hiệu cá nhân. Giá trị lớn này. Hải đã ngu ngốc như thế nào? Đúng rồi. Hải đã trả giá như thế nào? Đúng. Gặp khuất của Hải là những cái gì? Đúng. Mọi người đừng có dầm vào đấy nữa, nó nguy hiểm lắm, nó kinh khủng lắm. Đúng. Có đúng không em? Đúng đúng đúng. Đó có phải là thương hiệu cá nhân không? Đúng, em hiểu. Và sau đó là mình sẽ làm những thành video ngắn nào, mình sản xuất thành nhiều podcast không, mà mình viết không, và mình đi khắp tất cả mọi nơi mình chia sẻ không, đó là thương hiệu cá nhân không? Em hiểu. Và cấp độ cuối cùng của thương hiệu cá nhân là gì? Là như anh em mình đấy, tức là có thể anh em mình chưa đạt được, nhưng mà chúng mình tức là chuyên gia đấy thì là sẽ trình diễn thôi. À rồi. Giống như anh em mình lại giờ đây, đấy thì thấy là không cần giải thích nữa. Thì đó là gần như là anh sẽ là hết cái phần chia sẻ của anh em hôm nay. Thì là anh thấy, anh cảm nhận là em đã hiểu, em rất hiểu rồi. Là rất biết ơn anh ấy. Nó rất ngắn gọn ấy, cảm giác là mình thấy mọi thứ bây giờ làm thương hiệu cá nhân thật sự đơn giản ấy, chỉ là sống thật với mình thôi. Và thật là đúng, thương hiệu cá nhân chỉ là sống thật với mình thôi mà. Đúng. Chả phải bóng gió, chả phải gì cả. Sau đó là mình tìm một cách nào đó để đúng viral nó, cho nó nhiều người nó biết hơn. Vì trong mỗi cuộc sống thì ai cũng có những cái thế mạnh, ai những cái điểm yếu. Và ta đưa những cái điểm mạnh của mình ra hướng dẫn cho mọi người, đưa những điểm yếu của mình ra để mọi người tránh gặp phải. Và đấy là một cái giá trị mình trao cho mọi người. Và đương nhiên là mình có một cái thương hiệu cá nhân. Hay, em thấy cái định nghĩa này là hay đấy. Thế này là trong cái giới gọi là giới kinh doanh thì kiếm tiền, người ta phải định nghĩa ngắn gọn như thế này thì mới ra thành tiền, thương hiệu cá nhân thành tiền. Đấy, thì anh nói với em đó, một trong những điểm chạm của hai anh em mình. Lúc thất bại, lúc khó khăn, anh em mình luôn luôn dựa vào nhau. Đấy là cái mà em cái anh rất trân trọng, sâu sắc được ấy, anh rất trân trọng em với chuyện đó. Toàn đến với nhau trong cái lúc là cái lúc ngày vui mình có đến với nhau không nói rồi, nhưng mà những lúc gần như là mệt mỏi nhất, kinh khủng nhất, anh em mình đều dựa vào nhau. Thì anh có đọc được một cái câu của bác Đặng Lê Nguyên Vũ ấy, anh rất tâm đắc và anh thích, và gần như cái ước mơ của anh sau này anh muốn tạo ra những cộng đồng như thế. Dù anh đang nghèo, anh đang khó khăn, anh đang vất vả, và anh không phải là một doanh nhân gì hết, nhưng mà anh thấy là một câu nói của bác Vũ mà gọi là nó chạm vào anh, mà anh rất thích. Và anh thấy là anh em may mắn, anh em mình đã sống được với nhau như thế rồi, tức là nhiều lúc nó vượt qua cái tâm lý ấy các em ạ. Bác Vũ mới nói một câu là kinh doanh là kinh bang tể thế. Đúng rồi, tức là dừng được giúp đời ấy. Thì đúng ra là cái thương hiệu cá nhân đấy, chia sẻ cách thành công là giúp đời, chia sẻ cái cách tôi đã thất bại, chứ không phải là buôn bán và chỉ là lợi ích, chỉ là kiếm tiền em ạ. Còn rõ ràng là mình nói đôi thương hiệu của nhân là tiền, đúng rồi. Một người có uy tín, có đạo đức có tiền, đúng rồi. Từ là người ta có tiền thôi, nhưng mà bây giờ là phải marketing, tại vì là ông có uy tín, ông có đạo đức, nhưng mà ăn rồi ông ngồi trong nhà thì làm sao người ta biết ông. Thì ông đúng phải la lên, ông phải đi gặp rất nhiều người, ông kể điều đó. Thì giống như là em làm offline, và sau khi ngoài cái chuyện làm offline như thế thì mình phải làm online, và mình như thế thì mình nói ra, mình như thế mình chơi gì. Hay quá. Đúng, anh em mình có sản phẩm thật này, có dịch vụ thật đúng này rồi, mà mình ăn học thật này, mình đổ mồ hôi nước mắt thật này, thì em thấy anh như thế, chứ anh có ngại ai đâu. Đúng, em hiểu. Cho nên lên anh ngoài đời như nào, anh trên mạng anh như thế luôn. Thực sự nó là như thế luôn này ạ. Em lại thích cái đấy, thích cái sự cá tính đấy. Nhiều người cho rằng cái điều đấy nó hơi mạnh mẽ, hơi khác dị biệt so với đám đông, nhưng em lại thích vì mình trải qua được những cái thăng trầm và những cái cảm xúc anh em mình chạm nhau được, nó đúng cái cảm xúc mà mình trải qua trong quá khứ, trong cái từng công việc, cũng lên voi xuống chó.